Ở phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một điều kỳ diệu ở trong tình yêu. Đó là một người chồng ở Trung Quốc đã giúp vợ thoát khỏi cuộc sống thực vật sau 11 năm bằng tiếng hát của chính mình. Anh Giang, một nông dân thuộc tỉnh Sơn Đông phía đông Trung Quốc, đã nỗ lực không mệt mỏi để giúp vợ thoát khỏi cuộc sống thực vật. Trong suốt 11 năm qua, ngày nào anh cũng hát cho vợ nghe, và cuối cùng anh đã tạo ra được điều kỳ diệu. Năm 2000, vợ của anh bị một tai nạn khiến chị bị hôn mê. Trong suốt thời gian nằm điều trị, bệnh tình của vợ anh không mấy tiến triển và anh buộc phải đưa vợ về nhà chăm sóc. Tôi không có tiền để điều trị cho vợ ở bệnh viện. Tôi cũng không nhận được sự giúp đỡ của ai. Nhưng tôi biết vợ tôi sẽ vui khi tôi hát. Do vậy tôi đã hát bài hát Người tình trong trái tim tôi bằng tiếng Hoa cho vợ mỗi ngày. Bài hát đã trở thành phương tiện giao tiếp duy nhất kết nối giữa anh Giang và vợ trong nhiều năm. 6 năm sau đó, anh Giang thấy nước mắt nhỏ ra từ khóe mắt vợ mỗi khi anh hát xong bài hát, mặc dù vợ anh vẫn chưa hồi tỉnh. Với niềm tin tưởng mãnh liệt rằng vợ sẽ phục hồi, anh vẫn hát hàng ngày và nói chuyện với vợ cho tới ngày vợ anh tỉnh lại. Cô ấy rất may mắn khi có một người chồng như anh Giang. Anh có tình yêu vợ tha thiết. Nếu không có sự cố gắng của anh, thì cô ấy vẫn mãi mãi sống cuộc sống thực vật. Giờ đây, hàng ngày anh Giang vẫn tiếp tục hát bài hát Người tình trong trái tim tôi. Nhưng anh không còn phải hát một mình nữa, mà cả hai vợ chồng anh cùng cất tiếng hát.